Truyền hai Võ Thị Kim Thoa liệu có cơ hội. Ngày 12 tháng 1, theo nguồn tin của báo thể thao.vn, danh sách dự kiến triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bổ sung hai cái tên là truyền hai Võ Thị Kim Thoa của VTV Bình Địa Long An và Vi Thị Như Quỳnh của Than Quảng Ninh. Đây là hai cái tên trẻ để lại nhiều ấn tượng qua các giải đấu vừa qua và chắc chắn sẽ là một sự bổ sung chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho các vị trí đi SEA Games của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đối với bản thân truyền hai Võ Thị Kim Thoa, từng nhận không ít những lời chê bai, nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Kim Thoa dường như lột xác hoàn toàn trong lối chơi. Xử lý chuyền một xấu tốt, ổn định và đặc biệt là phối hợp ăn ý với các cầu công, giúp những Thanh Thúy, Kim Thanh hay Đào Thị Nhung phát huy tốt khả năng của mình. Ở cô gái này cũng có sự ổn định và độ lì nhất định trong tâm lý, không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Và đặc biệt, một đặc sản khác của VTV Bình Địa Long An cũng được Kim Thoa phát huy tốt, chính là khả năng phát bóng khó. Vậy sau đây, xin mời các bạn cùng Volleyball Beats nhìn lại những pha bóng ấn tượng tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Cúp Hùng Vương 2021 và Cúp VTV 9 Bình Điền 2019 của truyền hai Võ Thị Kim Thoa. Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chờ người thân ta khi bồng hoãi, cho đất mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm muôn sao. Xuân lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên nên vương trên mi sẽ buồn chưa chan. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phong như tin đất ta. Một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phong như tin đất ta. Cao như đang chờ người thân ta khi bồng hoãi, cho đất mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm vương sao. Xuân lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, tình chưa yên nên vương trên mi sẽ buồn chưa chan. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng, một bậc quân vương uy nghiêm oai phong như tin đất ta. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta muốn đêm vương sao. Xuân lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, cao như đang chờ người thân ta khi bông hoa.